Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của chương trình cùng với Ngọc Khanh và bác sĩ Chính Mai với đề tài bệnh loãng xương. Thưa bác sĩ, thì trong phần 1 chúng ta đã hiểu một cách tổng quát về bệnh loãng xương. Nhưng mà khi mà Khanh đề cập đến về cái vấn đề phòng ngừa té ngã đối với bệnh loãng xương thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút về cái vấn đề phòng ngừa té ngã này không ạ? Vấn đề phòng ngừa té ngã của bệnh loãng xương của người lớn tuổi nói chung á thì rất là quan trọng. Tại vì đa phần các bác lớn tuổi mình một khi té rồi đó mà gãy xương rồi đó, thì những cái bệnh khác nó đi tới. Ví dụ như là mình té ngã rồi mình không có vận động được thì cái loãng xương nó sẽ nặng hơn và nó nhanh hơn. Mình té rồi mình nằm một chỗ thì cái nguy cơ nhiễm trùng nó cao hơn, stroke nó cũng cao hơn, hay là mà nhồi máu cơ tim cũng cao hơn. Tất cả những cái đó nó đi kèm với nhau, lở loét, nó đi kèm với nhau. Thì vấn đề té ngã rất là quan trọng, mình cần phải phòng ngừa. Vậy thì phòng ngừa như thế nào? Thì có một số những cái vấn đề an toàn trong cái nhà của mình đó mình cần phải để ý. Ví dụ như chúng tôi hay khuyên quý bác là không có nên để những cái miếng thảm, miếng thảm mà lót chân hay là để miếng thảm ở dưới cái bàn khách, những cái miếng thảm đó đó thì người ta thấy là những cái miếng thảm này á, là một trong những cái nguyên nhân chính mà gây cho bệnh nhân vấp ngã. Mình phải hiểu bệnh nhân của mình á, lớn tuổi á, thường các bác á, là cái mắt cũng mờ rồi, cái tai cũng yếu rồi, cái tay sờ cũng không còn rõ nữa, cái bước đi thì rất là khập khiễng. Thì những cái chức năng đó cần phải được đánh giá rất là kỹ để mà mình có những cái phòng ngừa cho nó chính xác. Cái thảm mà mình hay để trước cửa, trước khi mình mở cửa đi vô đó phải không thưa bác sĩ? Đừng nói là mấy bác Ngọc Khanh à. Mua cái miếng thảm hai mặt đều good hết, gần như là mình thấy mặt nào mình cũng sử dụng được. Nhưng mà mình quên là nếu một cái mặt kia mà nó không có bám trụ vô mặt đất á là mình sẽ bị trượt. Đúng rồi. Dạ, thì thành ra lúc mà mình gấp, vừa mới bước vô nhà lo gấp đi cho nó trượt. Dạ, mà cái đó là mình đang trẻ mà mình còn thấy mình trụ lại không được. Đúng rồi, rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa có phải là mình hay nói về cái vấn đề là mình để dây điện giăng tứ tung ở trong nhà phải không thưa bác sĩ? Những cái dây điện thì cũng rất là nguy hiểm. Mấy bác thì thực sự không có thấy hết đâu. Cho nên là nhiều bác vấp ngã vì những cái dây điện hoặc là những ống nước ngoài sân. Đi ra vườn đi tưới nước xong rồi vấp cái ống nước đó, cái ống nước đó là té ngã gãy xương rất là nhiều. Ngoài ra nữa đó, chúng tôi khuyên bệnh nhân là hay dùng cái handrail, có nghĩa là trong cái buồng tắm của mình, cầu thang của mình hay là cái phòng ngủ của mình đều phải có những cái chỗ vịn. Và các bác lớn tuổi thì chúng tôi khuyên là nên xài cái gọi là cái bedside commode, có nghĩa là cái toilet mà để ngay cái giường. Cái đó nó để nửa đêm á, thằng mấy bác của mình nửa đêm hay đi tiểu lắm, là tại vì người lớn tuổi hay đi tiểu nhiều lần, mà mỗi lần thức dậy giống như vậy đó là phải nhanh, tại vì mấy bác là không có giữ được như mình nữa, thành ra là phải chạy nhanh vô trong cái restroom. Mà chính cái lúc đó là nó làm cho hạ huyết áp, nó làm cho té ngã. Thành ra rất là quan trọng, cho nếu mà mấy bác có thể xài được đó thì nên để một cái toilet ở ngay cái giường của mình, gần cái giường của mình, để tối mình phải đi xa. Nếu mà có điều kiện đó, mình làm cái toilet gần cái giường ngủ của mình đó, thì là rất tốt. Nhưng mà vẫn phải quan trọng đó là chúng ta nên để cái portable cái bedside commode đó, cái toilet di động đó, để sát bên cái giường cho mấy bác thì sẽ giảm rất là nhiều. Cái nhà tắm đó thưa bác sĩ, có phải là mình nên có cái miếng lót? Thí dụ mà nhà tắm mà cái loại cái bồn tắm đó, mình không thể mà có cái nhà tắm đứng thì cái loại nhà tắm bồn tắm mình cũng nên có cái miếng lót để đứng chống chợt phải không thưa bác sĩ? Có một số các cái dụng cụ mình có thể dùng trong cái nhà tắm, ví dụ như cái miếng lót như Ngọc Khanh nói đó, là một cái rất là tốt. Cái thứ hai đó là có những cái ghế mình để cho tắm á, để các bác mình có thể đưa các bác vô bằng cái ghế đó. Và tắm xong rồi đưa ra rất là tiện. Mà Medicare cũng cover nữa. Thành ra nếu mà quý vị nào, các bác nào mà cần đó thì nên xài những cái dụng cụ này. Bởi vì nó giảm thiểu cái rủi ro nguy cơ rất là nhiều. Trong quá khứ lúc mà Ngọc Khanh đi thực tập ở bệnh viện đã có chứng kiến một cái trường hợp là
hai vợ chồng người này người Mỹ lớn tuổi, người chồng là 70 tuổi, người vợ là 65 tuổi bị mù. Thì Ngọc Khanh thấy là bác trai đó là cái người chăm sóc chính cho bác gái, tại bác gái bị mù đi xe lăn. Nhưng mà khi đi vô nhà tắm á, chắc là huyết áp bị sao đó, cái té xuống này nên gãy cái xương này, là ngay chỗ này gọi là xương hông phải không thưa bác sĩ? Cái xương thường á là gãy cái cổ xương đùi. Dạ, ngay đây nè. Dạ. Thì Ngọc Khanh thấy là sau khi mổ xong rồi thì giống như bác trai không có còn tỉnh táo và rất là đau đớn. Mà giống như người nhà đẩy bác gái bị mù ở trên xe lăn thì bác gái cũng chỉ sờ sờ rồi nói những câu là giống như mong anh khỏe vậy thôi. Nhưng mà ý mình nói rằng là giống như cái vấn đề té ngã đưa đến những cái hậu quả khôn lường về sau rất là nhiều, đặc biệt là nhiễm trùng và loãng xương. Ngoài ra đó, một số những cái thuốc, đặc biệt quý bác lớn tuổi đó thường uống nhiều cái thuốc cao huyết áp lắm. Mà một số những cái thuốc cao huyết áp đó, có tác dụng phụ là nó gọi là hạ huyết áp tư thế, có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là khi mình nằm, mình đang ở vị trí nằm mình ngồi dậy đó, hoặc là ở vị trí ngồi mà mình đứng dậy, thì ngay cái tích tắc đó, đó huyết áp của mình nó có sẽ tuột xuống có thể là 10 tới 20 mm thủy ngân. Thì hạ như vậy, đột ngột đó. Thì khi mà trong cái lúc mà mình hạ đột ngột giống như vậy đó thì thiếu cái máu lên não và các bác sẽ bị ngã ngay cái lúc đó. Đó, cho nên là rất là nguy hiểm. Chúng ta cần phải coi cái thuốc cho quý bác cho thiệt là kỹ. Là tại vì nếu có những cái thuốc mà nó có tác dụng phụ như vậy nhiều đó thì cái khả năng té ngã rất là cao. À, nếu mà bác nào uống thuốc mà cảm thấy mình đang ngồi, mình đứng dậy mà thấy chóng mặt, hay là đang nằm mình ngồi dậy cảm thấy chóng mặt, thì cái đó là tác dụng phụ của cái thuốc cao huyết áp. Và chúng ta cần phải điều chỉnh thuốc để cho nó giảm cái tác dụng phụ đó lại. Thưa bác sĩ, trong khi mà bàn về cái chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân loãng xương đó, thì mình hiểu được cái nguyên tắc chung là nên ăn cái gì để có thể bổ sung chất calcium và vitamin D. Mà bác sĩ nói là người Việt Nam mình, đặc biệt người châu Á, là không có dùng những cái sản phẩm mà có bơ, có cheese. Hay mình ăn yogurt được không? Yogurt cũng là cheese, cũng là sữa. Thành ra yogurt cũng là một cái sản phẩm tốt. Ngoài ra những cái thịt cá, cá ví dụ như cá hồi. Dầu cá có rất là nhiều cái vitamin D và calcium. Đối với các bác mà ăn chay đó thì nấm là một trong những cái thức ăn mà nó có rất là nhiều calcium và vitamin D, cũng như là broccoli, bông cải xanh. Thì những cái món ăn này đó rất là gần gũi chúng ta, người Việt chúng ta cũng ăn nhiều những cái món này. thì nó có đầy đủ những cái vitamin D. Bây giờ mình nói là thí dụ mình đi phơi nắng, cái phơi nắng có vitamin D không thưa bác sĩ? Cái đó là rất là cần thiết. Thành ra chúng tôi cũng hay khuyên bệnh nhân của chúng tôi là nên đi tập thể dục, mà phải tập thể dục ngoài nắng, là 1 tới 2 tiếng đồng hồ, hoặc là nửa tiếng tới 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Là tại vì cái tắm nắng này nó hay lắm. Là ngoài những cái vitamin D đó thì cái não của mình nó tiết ra những cái hormone gọi là melatonin đó. Thì quý vị hay đi Costco thì cũng hay thấy là cái sản phẩm người ta hay bán là cái melatonin, là cái chất hormone đó đó. Thì khi mà mình phơi nắng, cái melatonin nó tiết ra giống như vậy đó, thì nó giúp cho quý bác ngủ ngon hơn. Hồi xưa hồi nhỏ mình không biết Ngọc Khanh có hay đi chơi buổi trưa nhiều không, bác sĩ thì đi nhiều lắm. Thành ra người đi trộm trái cây nhà người ta. Thành ra hay bị say nắng. Say nắng có nghĩa là mình đi chơi về xong buổi chiều mình ngủ mê man. Thành ra là do cái hormone nó tiết ra rất là nhiều. Thành ra nếu mà quý bác nào đó có cái cơ hội phơi nắng được một ngày hoặc 1 tiếng đồng hồ ở sau vườn thì rất là tốt cho sức khỏe của mình. Đặc biệt là trong mùa bây giờ nè, phải không thưa bác sĩ? Đã bắt đầu có nắng lên. Thưa bác sĩ, trở lại cái chế độ dinh dưỡng, ngoài cái vấn đề bông cải xanh, ngoài cái vấn đề là mình có thể uống dầu cá hoặc là ăn cá hồi, còn cái gì nữa không thưa bác sĩ? Ví dụ như trứng có được coi là trứng cũng có nhiều cái calcium, vitamin D. Bây giờ đó thì một số những cái thuốc calcium, vitamin D, nó rất là nhiều cái thuốc ở trên thị trường, những cái sản phẩm thực phẩm chức năng mà nó rất là dễ sử dụng cũng như là nó đầy đủ những cái chất
ví dụ như OSCLD hay là calcium plus hay là vitamin D, rất là nhiều cái thứ. Thành ra nhiều bệnh nhân hỏi chúng tôi là nếu mà nhiều cái sản phẩm như vậy đó thì biết cái sản phẩm nào hay là tốt hay là uống như thế nào để cho biết mình uống là đủ. Thì thật sự đó, một ngày chúng ta cần khoảng độ 1000mg của calcium. Do đó cho nên nếu quý vị uống những cái thuốc mà calcium mà quý vị thấy nó là 500 nữa thì một ngày cũng uống 2 viên là mình đủ. Mà có phải sẽ đưa đến phản ứng phụ là dễ bị táo bón không thưa bác sĩ? À, một số các cái calcium nó gây ra táo bón. Thế là mình phải uống nước nhiều lên. Thì chúng ta nên uống nước nhiều, ăn rau nhiều thì nó sẽ đỡ. Và cái táo bón đối với người lớn tuổi thì không hẳn là vì calcium hết. Nó còn nhiều, rất là nhiều nguyên do mà chúng ta sẽ có dịp chúng ta sẽ nói chuyện về cái này nhiều hơn. Thưa bác sĩ, vậy thì như chúng ta đã nói đây là một căn bệnh nguy hiểm mà mình không có thấy được. Thì đã có những cái tiến triển nào trong cái vấn đề chữa trị thưa bác sĩ? Và thực ra đó thì cái vấn đề điều trị loãng xương đã được nghiên cứu rất là nhiều và rất là lâu. Thì có rất là nhiều cái chế phẩm điều trị cho cái bệnh loãng xương đó, là một cái tin rất là vui cho các bác. Thì xưa trước giờ đó thì cái thuốc đầu tiên dĩ nhiên là quý vị phải uống cái calcium và vitamin D cũng như là tắm nắng để cho giúp cho cái cơ thể của mình nó absorb, tức là nó hấp thu được những cái khoáng chất, những cái vitamin, những cái calcium là những cái thành phần mà cơ bản để tạo xương. Ngoài ra đó, cái sản phẩm, cái thuốc mà chúng tôi dùng đầu tay đó là cái bisphosphonate. Thì cái thuốc này đã được nghiên cứu lâu và sử dụng lâu lâu năm. Cái thuốc này mình uống một tuần một lần. Một tuần chỉ một lần thôi. Một tuần một lần vào buổi sáng và uống khi bụng đói và uống với nhiều nước. Thì đa phần quý vị cái thuốc này bây giờ nó tương đối là nó rẻ tiền. Bởi vì nó được sử dụng lâu rồi và nó được nghiên cứu lâu rồi, thành ra cái giá thành của nó hạ xuống rất là nhiều. Thì tất cả các bảo hiểm đều chấp nhận cho quý vị cái này trong vòng 5 năm đầu tiên. Chỉ 5 năm đầu tiên thôi. Thường đó là 5 năm đó, là từ 3 đến 5 năm là mình thấy cái tác dụng điều trị của cái thuốc. Nếu mà sau tới 3 đến 5 năm đó mà mình thấy cái thuốc nó không có thực sự nó giúp được á, thì cái độ loãng xương nó còn nhiều đó, thì bây giờ có những cái sản phẩm khác. Ví dụ như là những cái hormone thay thế. Ví dụ như cho những cái người phụ nữ mà sau mãn kinh đó thì chúng tôi cũng có thể dùng cái hormone thay thế để giảm cái độ loãng xương. Ngoài ra những cái thuốc khác, ví dụ như những cái thuốc mà nó có thể làm kích thích cái quá trình tạo xương cũng như là làm giảm cái quá trình hủy xương. Bây giờ đó ví dụ như có thể kể đến như là Prolia, thì chúng ta có thể chích một mỗi 6 tháng. Thì cái thuốc Prolia này là một thuốc tương đối tốt và nó có thể giúp ngăn ngừa cái quá trình hủy xương. Cho nên là nó cũng giúp rất là nhiều cho những cái bệnh nhân bị xốp xương. Cho tới cái thời điểm hiện tại đó, trong cái 3 tháng vừa rồi thì một cái thuốc mới hơn, nó gọi là Avenidi, thì mà mới ra thì cái thuốc này chích mỗi tháng một lần trong vòng 12 tháng. Và cái thuốc này nó có thể giúp cho, ngoài cái giúp cho cái giảm cái hủy xương đi đó, nó làm giảm cái xốp xương đi đó, thì cái thuốc này nó có tác dụng nó làm tăng cái độ tạo xương. Có nghĩa là nó đắp cho cái xương mình cứng hơn nữa. Thành ra cái thuốc này là một trong những cái thuốc mà có thể là hứa hẹn để giúp cho quý vị lớn tuổi rất là nhiều. Dạ thưa bác sĩ, là vậy là nếu mà cái thuốc này có nhiều hứa hẹn như vậy là coi như cũng đã được bảo hiểm chấp nhận hả thưa bác sĩ? Hiện tại đã được bảo hiểm chấp nhận. Dĩ nhiên là đã có những cái restriction của nó, có nghĩa là những cái điều kiện khắt khe của cái thuốc này, tại vì cái thuốc này nó tương đối là mắc. Tới 2.000 đồng, khoảng 2.000 đồng một cho một cái liều điều trị một tháng. Do đó cho nên bảo hiểm người ta sẽ đòi hỏi những cái tiêu chuẩn, ví dụ như bệnh nhân phải thất bại trong cái vấn đề điều trị với những cái thuốc khác, bệnh nhân phải bị xốp xương nặng ví dụ như gãy xương, và bệnh nhân phải không có những cái vấn đề về tim mạch cũng như là những cái vấn đề bị stroke
thì mới mới có thể sử dụng được cái thuốc này. Kính thưa quý vị, thì Ngọc Khanh và bác sĩ Chính Mai vừa gửi đến quý vị đề tài là bệnh loãng xương có thể coi là một cái căn bệnh là thầm lặng và nguy hiểm. Chúng tôi hy vọng là trong những chương trình lần sau có thể gửi đến cho quý vị những cái căn bệnh thường nhật để quý vị có thể hiểu rõ thêm thông tin tổng quát, cũng biết là làm thế nào để ngăn ngừa. Và Ngọc Khanh với bác sĩ Chính Mai xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin kính chào.